Tại sao ngày càng nhiều phụ nữ mặc váy có cổ khoét sâu nhưng thường xuyên lấy tay che lại? Vì họ sợ người nghèo nhìn thấy nhưng lại sợ người giàu nhìn không ra. Hai cha con nói chuyện với nhau. Người cha nói, nửa thân trên của phụ nữ là cám dỗ, nửa thân dưới là cạm bẫy, nửa thân trên của đàn ông là tu dưỡng, nửa thân dưới là bản tính. Tim đàn ông nên xem chân, chân không có lông thì làm gì cũng khó bền, còn tim phụ nữ thì nên xem miệng. Người con trai khó hiểu hỏi cha mình, con dâu của cha xuất sắc mọi mặt, tại sao cha không thăng chức? Người cha nói vì cha là một người cha tốt, cha sợ con lép vế trước vợ mình, con vừa lùn vừa béo, tại sao cô ấy lại lấy con? Cha khá lo lắng điều này đó, cho nên tốt nhất hãy chỉ để cô ấy là một người bình thường. Chỉ bằng cách này, con mới có thể có một cuộc sống bình thường. Thế còn chuyện em trai muốn mua lại chiếc xe của con với giá 800 triệu. Người cha bảo, con bán cho em với giá 1 tỷ 2, nhưng em nói 1 tỷ 2 là quá đắt. Em bảo con muốn kiếm tiền từ người thân trong nhà nữa. Xe của con bây giờ bán ít nhất cũng 1 tỷ 6. Hãy âm thầm bán cho người khác, rồi lấy ra 400 triệu đưa cho em, cộng thêm 800 triệu của em nữa, là em đủ tiền mua một chiếc xe mới. Người con trai thấy rối bời không hiểu, người cha giải thích rằng, nếu như con bán cho em 1 tỷ 2, em sẽ không biết ơn, thậm chí còn nghĩ rằng con không quan tâm đến người thân và kiếm tiền từ em. Nhưng bây giờ con đã bán nó với giá 1 tỷ 6, lúc đó em mới biết giá trị thật của xe. Sau đó con trực tiếp cho em 400 triệu, coi như một khoản giúp đỡ. Con vẫn có được 1 tỷ 2 như mong muốn, lại có tiền cho em. Ân nghĩa chính là thứ cả đời em không bao giờ trả được. Đây là trí tuệ chiến lược trong cuộc sống. Sống ở đời phải biết ứng xử khôn khéo. Nếu bạn luôn cảm thấy mình thật thà, không có mưu mẹo, gặp chuyện không biết xử lý khéo léo, tôi khuyên bạn dù thức khuya cũng phải đọc hai cuốn sách này, Tư duy ngược và Tư duy mở. Khi đọc xong, bạn sẽ toát mồ hôi lạnh. Nhiều lúc không phải bạn kém thông minh, chỉ là bạn chưa học hỏi được trí tuệ của người đi trước. Cuốn sách này không chỉ là một bộ chiến lược, mà còn là một phương pháp luận. Nó dạy bạn suy nghĩ ngược để tìm ra con đường ngắn, sử dụng phương pháp cụ thể để đạt được mục đích. Vận dụng tốt, nó sẽ mở cho bạn cánh cửa đến với một thế giới mới. Hiện hai cuốn Tư duy ngược và Tư duy mở đang được TikTok trợ giá và free ship. Đặt sách ở bên dưới góc trái màn hình các bạn nhé.